Hãy tử tế với đời, đời sẽ tử tế với bạn. Khi có một người mắng chửi bạn, bạn có muốn mắng chửi lại họ không? Khi có một người nói xấu bạn, bạn có ghi hận trong lòng không? Khi có một người làm chuyện tệ bạc với bạn, bạn có muốn làm điều tương tự với họ không? Tôi tin nhiều người trong chúng ta sẽ trả lời là có. Đó là cảm xúc và phản ứng tự nhiên của mỗi con người. Nhưng hãy nghĩ sâu thêm chút nữa. Họ có đáng để bạn làm những điều đó không? Và một câu hỏi quan trọng hơn. Một người mắng chửi, hận thù, làm chuyện tệ bạc. Đó có phải con người mà chúng ta muốn trở thành hay không? Cuộc đời không có ai là hoàn hảo. Ta cũng không thể mong cầu tất cả mọi người phải giống mình. Ta có thể không tránh khỏi cảm thấy giận hờn, trách móc. Nhưng ta không nên vì cái xấu của một ai đó mà làm ảnh hưởng tới cái tốt đẹp trong con người mình. Không cần ăn miếng trả miếng, không cần chạy theo để hơn thua hay giải thích, bởi gieo nhân gì ắt gặt quả nấy. Hãy cứ sống tử tế, ngay thẳng, bình thản đối mặt, lên tiếng khi thực sự cần thiết, cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn. Suy cho cùng, mình tử tế với người khác cũng không phải vì họ là ai, mà vì mình là ai.